Mặc kệ nàng mơ áp lực muốn tự tử, ông bố điên vẫn lợi dụng con gái làm content. Cứ nghĩ sau khi thấy con gái suy sụp hay thậm chí là có ý định xấu vì những drama do mình gây ra, thì ông bố điên sẽ quay xe và thay đổi cách làm content của mình. Tuy nhiên, những động thái sau đó lại càng khiến cho ông Kiên nhận về nhiều chỉ trích hơn từ phía cư dân mạng. Trên trang cá nhân Facebook lẫn TikTok, ông đã liên tục share những đoạn livestream của nàng mơ vừa khóc vừa tâm sự về bức tranh gây tranh cãi. Đáng chú ý là những dòng trạng thái an ủi bình rượu mơ của ông lại đổ hết lỗi cho cộng đồng mạng, trong khi chính ông mới là nguồn cơn của mọi chuyện. Bên cạnh đó, ông còn thản nhiên đăng tải những bức tranh nuôi cùng với khoảnh khắc giao lưu với họa sĩ đã vẽ ra bức tranh gây tranh cãi cho con gái của mình. Số đông công chúng đang cho rằng nàng mơ có những suy nghĩ bình thường hóa vì gần gũi với cả bố và anh trai là do bị thao túng tâm lý và giáo dục sai cách từ bé. Vì thế, cứ sự hở lướt TikTok, cộng đồng mạng đã thấy những content đụng chạm thân thể của gia đình này. Đừng có mua nó. Vứt cái con này đi. Xài mất. Vứt. Trời ơi, con là hả? Bây giờ con cũng sợ lắm mà nội ơi. Con nói chuyện mà hả? Con đổ một hơi hộp nãy giờ nè nội. Trời ơi. Đáng nói, mặc dù ông Kiên có trình độ học vấn lên đến bậc thạc sĩ và TikToker tớ tên Lộc cũng từng là du học sinh Mỹ, nhưng cả hai bố con lại có cách làm content quá sai trái, đôi khi còn tỏ thái độ thượng đẳng hay thậm chí là dạy dỗ người khác khi nhận về ý kiến trái chiều. Em nên nhớ nhé, các ý kiến trái chiều nó khác hoàn toàn những comment mà mang tính hạ bệ. Đấy, mang tính không tôn trọng, không văn minh, không lịch sự. Tất cả các comment của mọi người trên mạng xã hội sẽ thể hiện nhân cách, đạo đức, đúng không? Trình độ học vấn của những con người đó. Đấy, những con người mà không có sự tôn trọng người khác, đúng không? Không có hiểu biết về cộng đồng thì ông bố điên nghĩ là cũng rất là tội nghiệp. Chỉ vừa tròn 18 tuổi nên TikToker 10X có vẻ vẫn còn quá trẻ để hiểu hết những vấn đề gây tranh cãi xung quanh mình. Hai bố con nhà này ngoài miệng thì vẫn luôn nói là sẽ yêu thương và muốn được bù đắp những mất mát cho nàng mơ, nhưng thực tế vẫn lợi dụng con gái để đánh bóng tên tuổi của mình. Và chắc chắn hơn ai hết, họ là những người biết rõ việc này sẽ gây tranh cãi và ảnh hưởng đến tương lai của nàng mơ như thế nào. Đồng thời, ông bố điên cũng cho biết con gái của mình đã được đào tạo để trở thành một hoa hậu ngay từ bé. Nhưng cách đi lên từ drama như thế này thì có lẽ sẽ chẳng mấy thuận lợi cho sự nghiệp nhan sắc của nàng mơ trong tương lai. Các bạn nghĩ sao về gia đình này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!